nè. Rồi, hôm qua lần đầu tiên trong đời Trường đang. Rồi thế lần đầu tiên làm chuyện đấy thấy thế nào? Dạ. Thấy nó khỏe trong người mà mình nó ngủ cũng khó ngủ, ôm ngủ rất ngon. Dạ, lần đầu tiên Trường là ngủ ngon liền. À, ngủ ngon, thường thì 12 giờ ngủ tới 5 giờ thức. Mà hôm qua ngủ được sớm, à, thức trễ. À, mà giờ tỉnh dậy thấy sao ạ? Nên khỏe thì tỉnh dậy nghe được. Sảng khoái nha. À, ok, chúc mừng anh. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.